Vào tối ngày 19 tháng 6 năm 2022, MV ca khúc chủ đề single đầu tay mang tên Cybride của cựu thành viên NMB48 Siroma Miru đã được tiết lộ trên kênh YouTube chính thức của cô ấy. Single này sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 7 năm 2022. Link MV ở bên dưới phần mô tả video nha.